bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Con gái, con ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba. Sao vậy con? Sao con khóc vậy? Có chuyện gì vậy con? Con khổ quá ba ơi. Ai, ai làm cho con khổ? Con không tin vào tình yêu. Con không tin vào cuộc sống. Con không tin vào bất cứ người đàn ông nào nữa hết. Con nói ba nghe đi. Ai đã đối xử với con như vậy? Mà họ đối xử với con như thế nào? Con nói ba nghe đi. Thanh xuân của con, tuổi trẻ của con là ảnh. Vậy mà ảnh phản bội con. Trời ơi, thằng đó là thằng nào? Ba làm cái gì vậy ba? Ba làm gì ba lục đồ con đùm đùm hết trơn vậy? Ba kiếm được cái thằng đó, ba xử nó. Con nói đi, thằng đó thằng nào? Ba không biết đâu. Nhưng mà không sao đâu ba. Mặc dù anh làm cho con đau khổ, nhưng con đã tự hứa với con tim của mình là phải vượt qua. Con sẽ vượt qua được. Trời ơi, tội nghiệp con gái của tôi. Tại ba không bảo vệ được cho con. Mà con, chừng nào thằng đó đám cưới? Mà nó ở đâu? Con nói đi, để ba đi xử nó. Ba đừng có nói xấu ảnh được không? Là tại con. Trời ơi, là tại con yêu ảnh. Ảnh không có lỗi gì hết á. Con gái tôi nó ngu. Lỗi là định mệnh đó ba. Bây giờ con nói đi, cái thằng đó ở đâu? Ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Ba sẽ xử đẹp nó. Ba không có biết đâu. Mà dù ba có biết á, làm sao ba xử được 1000 thằng bảo vệ cho ảnh được? Cái gì vậy? Nó là ai? Trời đất ơi, thằng này thằng nào mà 1000 thằng đi theo bảo vệ? Không lẽ con gái tôi nó quen tổng thống hết trời? Nhưng mà ba là ba của con. Con nói đi, ba sẽ đòi lại công lý cho con. Ba là võ sư, tánh nóng võ công cao, đừng có giỡn mặt với ba nha. Thằng đó thằng nào? Con đã nói rồi, ba không có biết ảnh đâu. Mà dù ba có biết, ba cũng không có làm gì được ảnh hết á. Ảnh có 1000 thằng bảo vệ cao to lực lưỡng, làm sao ba đánh lại? Ba có biết là con tim con đau lắm không ba?
Ông ba, Sanhedra, Amida, Samidan, Sera, con đi nấu cơm đây. Nó bị bồ đá rồi nó khùng nặng vậy sao? Nó nói tiếng gì vậy trời? Tội nghiệp con gái của tôi quá. Hả? Còn đi nấu cơm nữa. Đức ơi, hồi đó giờ có bao giờ nó nấu cơm đâu. Thằng nào vậy? Thằng nào hại đời con tôi vậy trời? Trời ơi, bể hết rồi. Mỹ Nhân ơi, cô đừng có làm nữa. Để đó cho ba làm. Bể hết đồ rồi. Cái gì vậy? Con không thấy được. Ủa, ba với em Kiệt định đi đâu mà ăn mặc giống sao hồi đen quá vậy? Ba sẽ đi tìm công lý cho con. Còn em sẽ đi đòi thanh xuân cho chị. Là sao? Con không hiểu gì hết. Con gái à, con yên tâm. Ba đã điều tra ra được cái thằng mà làm cho con đau khổ rồi. Ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Đúng đó chị. Dạ. Con xin lỗi. Chị yên tâm đi. Có hai người đàn ông bản lĩnh giỏi võ, em và ba sẽ bảo vệ cho chị. Đúng vậy. Ủa, mà sao ba biết vậy ba? Sao con biết? Cái người đó là ở trong cái yoga của chị đúng không? Cao to, đẹp trai, nhìn cái mặt là thấy gian gian rồi. Chị cứ ở nhà đợi tin em và ba. Đi ba. Khoan, đứng lại. Hai người đã hiểu lầm rồi. Nè, ba nhìn mặt con đi, nhìn mặt chị đi, có giống bị đau khổ không? Con đang vui mà, có gì đâu. Ba thấy nó cũng đang vui mà. Con thấy cũng đang vui. Vậy thì bữa hôm qua đứa nào mà khóc lóc sùm đòi sống đòi chết là tại sao? Tại con hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì mà đòi tự giận đòi sống hay chết hả? Tại lúc đó con bị hoang mang quá, con không biết tính sao á. Nhưng mà dù sao cũng phải cho hắn ta một bài học. Yêu đương cái gì đâu mà làm hiểu lầm này nọ. Đi ba. Nhưng mà làm sao gặp người ta được? Đơn giản thôi. Địa chỉ nè. Tào lao, có phải người này đâu. Cái này á là chị em bạn gái với chị. Rồi sao? Nhìn gì mà công không phải thẳng hả? Là nam giống nữ đó ba. Là chị em bạn gái của chị hai. Dạ. À, ba hiểu rồi. Vậy thì cái thằng, cái con đã bỏ qua bên đi. Cái thằng nào mà làm cho con đau khổ rồi bây giờ nó xin lỗi, nó làm què với con á, bây giờ con nói cho biết thằng nào đi, để ba lợi đó, ba cảnh cáo nó để lần sau nó đừng làm gì nữa. Thằng nào? Dạ, ảnh ở bển đó ba. Ở bển? Dạ. Bển ở đâu? Là ở đâu? Ở bên Hàn Quốc á. Bản quyền phim Phun Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.